Xin chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện quốc tế qua quả địa cầu ngày 25 tháng 9 năm 2023. Trước hết là chúng ta phải nói vào cái chỗ châu Âu. Châu Âu hiện nay là như chúng ta biết là cái chỗ mà Serbia và Kosovo hiện nay là đang có những cái rất là nhiều chuyện. Thế thì bây giờ hiện nay có một cái ủy ban của châu Âu là đang kêu gọi NATO là không kích Serbia giống như là bằng tên lửa và bom như cái hồi năm 1992-2000, sau đó đã làm tan nát cái nước Serbia. Thì đây là một trong cái vấn đề là rất là nhức nhối. Hiện nay thì ông McCarthy của Mỹ, Hạ viện Mỹ, thì sau khi mà ông đã từ chối tổ chức một cuộc họp lưỡng viện để gặp Zelensky, thì là vì là không có tiền. Nhưng mà đến khi bây giờ ông Zelensky về rồi, không biết do áp lực gì đó mà ông bây giờ ông đổi ý là sẵn sàng cung cấp 300 triệu đô la Mỹ cho cái vấn đề huấn luyện quân sự tại Ukraine. Hiện nay thì những người dân tại chỗ khu vực Armenia mà chỗ khu vực Karabakh ấy, đấy, người ta không tin vào cái nước láng giềng Azerbaijan nữa, và bây giờ họ nói là sẽ đi về lại Armenia. Nhưng tuy nhiên hiện nay như chúng ta biết là có một số nước đang núp dưới cái chiêu bài là tới để hỗ trợ cái tình hình ở đây, nhưng thực tế thì thế sân Nga đó là Pháp và là thể Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Iran. Thì sắp tới sẽ có một cái cuộc gặp bộ tứ giữa Armenia, Azerbaijan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bàn những cái vấn đề này. Còn chuyện Pháp hay Mỹ mà vào thế chân theo cái yêu cầu của Thủ tướng Armenia thì đối với Nga là không thể chấp nhận được. Hiện nay là ông Peskov, tức là ông phát ngôn viên của Điện Kremlin, là đã nói thẳng là không thể chấp nhận được một cái ai thế chân vào khu vực này. Chúng ta thấy là tình hình ở đây nó đang rất là phức tạp. Và những người trong cuộc gần như không biết phải giải quyết như thế nào. Ai cũng muốn giải quyết theo cái ý của mình hết, thì cho nên sẽ rất là khó. Đây là khu vực đây là khu vực của Armenia các bạn nhé. Tất cả khu vực này là núi không, ở đây là Azerbaijan. Azerbaijan, thấy cờ là cờ Azerbaijan mà định vị vào cái Armenia. Đấy, bây giờ đất đai lung tung đây, mình định vị vào đây mà ra Azerbaijan, nhưng cắm cờ rất là lung tung các bạn nhé. Ta vô lại cái chỗ này thế này, đây là cái đất này, là cái đất này, chỗ này Lanchin, đây là đây là Armenia, qua lại bên này là Karabakh này. Trong Azerbaijan này là ông muốn lấy cái đất của anh này lắm, như đây này. Đây là toàn núi và cao nguyên, Armenia thì chúng ta biết rồi, không có biển. Rồi, chúng ta lại quay trở lại chỗ ông Vučić của Serbia. Thì trong cái bản tin về chiến sự thì tôi cũng có nói, cũng có đề cập. Và chúng ta chắc cũng theo dõi một số cái kênh thì chúng ta cũng có thể nắm được. Thế hiện nay cái chỗ Kosovo và Serbia nó là như thế này này. Tức là hiện nay có một theo cái đại sứ Nga tại Serbia thì người ta nói rằng, ông nói rằng là hiện nay các nước NATO đang xúi giục Kosovo, đang làm coi như là gây bạo lực, tức là giống như giao tranh tại khu vực Bắc Kosovo này giáp với Serbia. Vì Kosovo tách ra Serbia, bây giờ cứ làm loạn như thế, sau đó là sẽ các lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO sẽ đến. Hiện nay thì thực tế ở đây là các lực lượng gìn giữ hòa bình NATO đây, nhưng mà Serbia thì không bao giờ chấp nhận là Kosovo là một quốc gia độc lập, tức là một quốc gia tách ra từ khỏi Serbia, được các nước châu Âu và Mỹ hỗ trợ, nhưng mà hiện nay là ông không chịu. Nhưng mà đã không chịu rồi thì thôi, thì cứ từ từ. Nhưng mà đây là bên NATO hình như là người ta muốn gây chiến tranh ở khu vực này, cho nên đã xúi giục một số nhân viên các cái quân đội của bên Kosovo là tấn công vào cái nhà thờ Baskan, và cũng như là đã bắn tỉa là làm thiệt mạng mấy cái quân nhân của bên Serbia. Chính vì thế cho nên ông Vučić ông đã họp cái hội đồng an ninh quốc gia để sẵn sàng chiến đấu và đã tham vấn với Nga. Thì hiện nay ông đại sứ Nga ông đã báo cáo lại với Putin rồi. Thì tất cả những cái chuyện này đi đến đâu thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm thôi. Bây giờ chúng ta qua Đức. Đức thì cũng gần đây thôi. Đức đây các bạn. Đây, chúng ta đang ở cái chỗ khu Serbia, Kosovo, chúng ta đến Đức.
Thì như chúng ta biết là ông Olason ông đã chỉ trích cái chính quyền Ba Lan là coi như là trong cái vụ bê bối và thị thực. Thì hiện nay Ba Lan đã chính thức là cảnh cáo ông thủ tướng nước này là không được can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước chúng tôi, cho dù đó là bất cứ vấn đề gì thì cái này là vấn đề nội bộ chứ không phải là vấn đề quan hệ của Đức và Ba Lan hoặc là quan hệ của thế giới. Cho nên là hiện nay đang cảnh cáo, thì chúng ta thấy là hiện nay các nước châu Âu có vẻ là coi như là đang gây lộn nhau rất là nhiều về về tất cả các mọi lĩnh vực. Còn Ba Lan và Ukraine thì chúng ta biết rằng là sẽ có một cái cuộc gặp sắp tới đây vào thứ tư để mà bàn về cái vấn đề ngũ cốc. Hiện nay Ba Lan là một cái nước nhập khẩu phân bón của Nga rất là nhiều các bạn nhé, năm nay là coi như là còn cao hơn cả năm ngoái, trong khi các cái lệnh cấm vận của các nước phương Tây thì vẫn có hiệu lực, nhưng mà tôi thấy là gần như nước nào của châu Âu cũng là mua hàng của Nga hết, không phân bón thì là dầu, không dầu thì khí, rồi kim cương, rồi cái gì cũng có hết. Đấy, thì đây thì chúng ta vào cái nghĩa trang này các bạn, cái nghĩa trang của Ba Lan này. Chúng ta ra chỗ khác này, chỗ này sao giống làng mạc của Việt Nam đấy, không biết làm nào đâu bây giờ. Nếu mà các bạn theo tôi thì đi đến cái Lapolin ở gần cái ngã ba biên giới các nước này, các bạn này, đây thành phố rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Đây là cái Lapolin này các bạn. Xưa tôi có một người bạn ở đây, cho nên là nói đến Ba Lan thì cũng đến Lapolin, nó cũng là một thành phố nhỏ thôi nhưng mà rất là yên bình, rất là đẹp. Đấy, nó thành phố như vậy này. Đây cái đường lên này, nó nhỏ lắm. Các bạn cái chỗ khác này. Đấy, thành phố. Nhìn xa xa là ôi, cái này nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái đường phố nhỏ quá, nó có đường phố to như này. À, toàn phố nhỏ thôi này. Đã vào chỗ này thế nào. Đấy, đẹp hơn. Đấy là đường phố to tí rất là hoành tráng. Đây là Lublin. Xưa tôi có người bạn hồi xưa cùng học này, tên là Dubrovnička. Rồi, chúng ta rời khỏi Lublin. Lublin ấy, nó gọi là Lublin các bạn. Như chúng ta biết là hiện nay là Mỹ thì nói là sẽ cung cấp cái xe tăng Abrams cho Ukraine, nhưng mà nếu mà nhanh thì tháng 10, không thì trước trước cuối năm 2023, nhưng mà hiện nay là Abrams đã về tới Ukraine rồi các bạn nhé. Đấy thì có thể nói là Mỹ thì cứ nói như vậy nhưng mà chúng ta không tin được. Ví dụ như bây giờ nói F-16 thì có thể là đầu sang năm hoặc là 3 năm nữa hay là 2 năm nữa gì đấy, là người ta cách người ta nói thôi. Nhưng sau đó người ta đùng cái là coi như bảo là đã có rồi. Đấy, cái này thì rất là gây bất ngờ, kể cả cái attachment cũng thế. Cái tên lửa tầm xa lại hiện nay bây giờ nói là sẽ ít thôi, sẽ có một ít và không biết lúc nào thì đến. Đấy, nhưng mà chúng ta là phải hiểu rằng là có thể đến bất cứ lúc nào. Đấy. Sau đó nói là đến rồi mà thậm chí đến rồi mà nói chưa đến. Hiện nay thì tất cả các nước NATO, Mỹ nói rằng là có thể là sẽ cho quân đội vào Ukraine, thì đây là một bài toán có thể nói là rất là khó đấy các bạn nha. Nếu mà bây giờ nếu cho vào Ukraine mà là thí dụ Mỹ cho vào Ukraine mà đi đánh Mỹ thì cũng nghe nó cũng khó, mà thí dụ Ý cho tức là một cái sư đoàn mà trong đó nó đủ thức các nước của của NATO mà vào Ukraine thì bây giờ đánh đấm kiểu gì. Đấy, cái này là cả một cái vấn đề đấy chứ không phải đơn giản đâu các bạn nhé. Đấy, thế là coi như là thì quân người ta sẽ không bao giờ thiếu. Đấy, nói thẳng là như vậy, ít nhất là nó cũng phải là huy động tất cả thì bây giờ trước mắt được 300 ngàn, còn về lâu về dài phải 2 đến 3 triệu. Nói như vậy thì có thể nghĩa là Nga cũng có thể huy động và Triều Tiên có thể là cho 1 triệu quân qua, nhưng mà tôi thấy những cái kịch bản như thế này tôi thấy nó có vẻ là nó sai sai chỗ nào đó. Nếu mà đưa quân đội vào đây nữa thì thôi thì coi như có nghĩa là cái Romania với Bulgaria là nó ngay bên đấy, là nó có thể là có thể bắn sang Crimea luôn. Đấy, cho nên cái chỗ này chúng ta chưa thể biết được.
Thì như trong cái bản tin trước tôi cũng có nói là cái IS là tuyên bố là không lấy máy bay của Pháp, cho dù là có thiếu cũng không bao giờ lấy máy bay của Pháp nữa. Đấy. Tại vì là cái nó là đời cũ rồi các bạn, mà hầu hết tất cả các cái vũ khí của châu Âu của các nước mang qua đây là coi như nếu mà tính ra chỉ có 50% là ok thôi, còn trong đó khoảng 2 đến 30% là cái loại là nó không ok, và còn một số nữa thì nó gần như là nó không ra được chiến trường. Đấy, cho nên là có thể nói là nó không có đáp ứng được. Và hiện nay rất nhiều nước của Mỹ và phương Tây và châu Âu thì đang đùa giỡn với Ukraine, tức là cứ nói là sẽ hứa cho nhiều nhưng mà sẽ không có bao nhiêu. Thì hiện nay cái ông giáo hoàng Francis ở Vatican thì ông cũng có nói thì có thì đưa, không có thì thôi chứ đừng có nói, không thể đùa giỡn về cái chiến tranh như vậy được. Thì ông giáo hoàng này trước đây thì ông cũng có những cái lời rất tốt đẹp về Nga, nhưng bây giờ thì sau đó là bị là ó quá thì bây giờ ông lại có lời tốt đẹp về Ukraine, tức là các nước đừng có giỡn chơi, có giúp thì giúp, không giúp thì thôi, nhưng đừng có giỡn chơi. Như chúng ta biết là hôm vừa rồi là Zelensky đã qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, qua thăm Mỹ rồi cũng được 325 triệu, sau đó qua Canada. Nhưng mà qua Canada thì đúng là rất là bê bối, tại vì là cái Quốc hội Canada là ông Chủ tịch Hạ viện ấy, là ông tổ chức là tôn vinh của một cái gọi là tên sĩ quan SS, tức là cái tên này là từ hồi năm 45 cơ, bây giờ ông 98 tuổi rồi, thì hồi đấy ông cũng khét tiếng là coi như là gọi là phát xít đấy, coi như là tiêu diệt, gọi là diệt chủng người Do Thái và rất nhiều người dân châu Âu khác, trong đó có Ba Lan, Belarus và nói như các nước Đông Âu. Thì sau cái vụ bê bối này thì hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đang đang coi như là ó về cái vụ này của Zelensky, và người ta nói rằng cái chuyến lưu diễn đây là cuối cùng của cuộc đời ông trên sân khấu chính trị thế giới thì sẽ không bao giờ có nữa đâu. Như chúng ta biết là Venezuela là một cái đất nước là có thể nói cũng là thân với lại Nga và Việt Nam, nhất là Việt Nam, thì chúng ta biết là cũng bị Mỹ đang cấm vận, cũng như Cuba là bị cấm vận, cho nên hiện nay là ông Maduro ông đã nói rồi, ông cũng đã xin tức là làm đơn xin vào cái khối BRICS. Chúng ta biết là Venezuela là nước đứng thứ 6 về thế giới về xuất khẩu dầu mỏ, đấy, sau các nước là như là thí dụ lớn nhất đó là Ả Rập Xê Út, sau đó đến Iran, Iraq, Nga, đến Venezuela, và có thể nói là Libya cũng rất nhiều, và Nigeria đấy cũng rất là lớn. Đấy là những cái nước xuất khẩu dầu mỏ. Và nếu mà cho Venezuela này vào thì cái trữ lượng mà coi như ta nói là về cái dầu mỏ của thế giới ấy, là 80% nằm của trong các nước BRICS, có thể nói là rất thế rất là mạnh, còn chưa nói các nguồn tài nguyên khác, chỉ nói riêng về dầu mỏ không, nếu Venezuela vào thì là tất cả cái khối BRICS là có 80% là trữ lượng. Đây, thủ đô. Đây là nó dáng dấp của Mỹ Latin các bạn nhé. Hiện nay Mexico thì chúng ta cũng nói tiếng Tây Ban Nha, nó giống như Cuba, Argentina, tất cả các nước châu Mỹ Latin thì người ta nói tiếng Tây Ban Nha hết. Từ Brazil với lại Bắc Paraguay là người ta nói theo tiếng Bồ Đào Nha. Rồi tại cái cuộc biểu tình mà chỗ Erevan đấy các bạn, chúng ta xem tí cái chỗ Venezuela thì này. Đây thủ đô Caracas. Trong cái cuộc biểu tình mà chống chính phủ tại Erevan thì chúng ta biết là đã bị bắt là gần 200 người trong cái cuộc biểu tình tại thủ đô của Armenia. Đây. Cái hiện nay tình hình Armenia và Azerbaijan có thể nói rất là khó khăn. Cũng trong bản tin kia thì chúng tôi cũng đã nói rồi, Macron là chính thức là rút đại sứ quán và quân đội về nước, đại sứ quán về trước, quân đội về sau. Rồi tại Uzbekistan thì ngay đây các bạn. Uzbekistan.
thì hiện nay cũng đã chuẩn bị các cơ sở hạ tầng để mà nhập khí đốt của Nga từ Nga qua. Nga thì nó không có biên giới với Uzbekistan mà chỉ có biên giới với Kazakhstan, thì có lẽ cái đường dẫn dẫn khí đốt đấy sẽ đi qua Kazakhstan rồi tới Uzbekistan. Đây là hai trong năm nước Trung Á là thuộc Liên Xô cũ các bạn nhé. Uzbekistan là một đất nước Trung Á đông dân nhất, còn Kazakhstan thì là nước Trung Á rộng nhất, một anh là diện tích của anh dân số. Hiện nay thì Trung Quốc và Triều Tiên đây nó sẽ có một cái đoạn biên giới này, từ đây hai nước này biên giới nó dài hơn là đây biên giới của Triều Tiên. Đây là Triều Tiên, đây là cái Bình Nhưỡng, đây Triều Tiên là chỗ này, còn đây là Nam Triều Tiên tức là Hàn Quốc. Còn đây cái biên giới với Nga thì có tí là 17 km² đây thôi. Thì hiện nay là chính thức hai bên lần đầu tiên là làm các cửa hàng miễn thuế ở hai bên các cái chỗ mà cửa khẩu các bạn nhé. Thì nó cũng là một trong những cái ý rất là quan trọng. Hiện nay cái đảng của ông Macron ở Pháp thì mất rất nhiều ghế trong cái thượng viện. Hiện nay thượng viện của Pháp là người ta gần như là có thể nói là không đồng ý cái cách lãnh đạo của ông Macron và mất rất nhiều ghế trong quốc hội, đặc biệt là thượng viện. Tại Florida, Mỹ, Florida là cái bang này đây các bạn, đây là cái bang mà thò ra dưới này là Miami này, đấy là cách đây Miami này các bạn. Cách Cuba khoảng 100 km, thì người ta đã thấy là coi như bắt được con cá sấu nó chết ở trên cái hồ, nó nằm ở trên cái hồ các bạn, thì người ta lôi lên thì trong đó là trong cái miệng nó vẫn còn đang gặm một người các bạn nhé, một người đã chết rồi ở trong cái con cá sấu này tại Florida. Hiện nay thì bên Hàn Quốc thì ngày qua đây là đến Hàn Quốc rồi à. Thì chúng ta biết Hàn Quốc đây là người ta hỏi dân số, tức là khảo sát thử ấy, thì người ta thấy là hơn 1/2 dân số Hàn Quốc là ủng hộ là liên minh vĩnh viễn về quân sự với Mỹ, tức là liên minh quân sự với Mỹ vĩnh viễn. Đấy, sau khi mà chúng ta thấy là tình hình Triều Tiên và Hàn Quốc thì 70 mấy năm nay là rất là phức tạp. Đấy, và bây giờ chiến tranh có vẻ là cận kề và cả hai nước đều có những chạy đua vũ trang. Trong khi đó thì Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hai nước này thực tế ra là chưa tuyên bố hòa bình các bạn nhé, kể cả Nhật Bản và Nga cũng vậy. Đây là Hàn Quốc này. Thì Hàn Quốc cũng là một trong những cái nước nằm trong G20 rất là phát triển. Trong khi đó thì Triều Tiên là một cái nước đang bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập, cho nên là rất là nghèo. Nhưng mà riêng về vũ khí hạt nhân thì Anh có thừa. Chúng ta cũng đi qua mấy cái chỗ Busan này. Này thì như Việt Nam thôi. Hơn gì đâu, Việt Nam mình hoành tráng hơn. Kinh tế ở đây thì nó ok. Đấy, chúng ta có thể chúng ta vào Seoul thử xem thử có... Seoul thì nó lại gần biên giới quá, cho nên là bây giờ là chúng ta biết Incheon này, đây là Seoul, đây thì cách biên giới này, cái biên giới của nó gọi là vĩ tuyến 38 các bạn nhé. Hồi xưa chúng ta là bên Mỹ với Pháp nó cũng cắt chúng ta là vĩ tuyến 17, thì đây là vĩ tuyến 38 ở bên dưới đây, đây là Bắc Triều Tiên, còn đây là Nam Triều Tiên còn gọi là Đại Hàn Dân Quốc, thì đây là thủ đô Seoul. Cho nên nếu mà trong trường hợp có chiến tranh xảy ra thì bên Triều Tiên người ta nói là chỉ bắn trong nửa ngày là Seoul không còn cái gì hết. Cho nên thì khả năng là Seoul sẽ chuyển cái, tức là Hàn Quốc sẽ chuyển thủ đô ra khỏi cái Seoul này. Đây chúng ta lại lên núi luôn rồi. Định vị không chính xác. Chỗ nào? Chưa chính xác. Đây. Đây mới là nó. Seoul, Hàn Quốc cũng là một trong bốn con hổ của châu Á, cùng với Hồng Kông, Singapore và Đài Loan. Hồi xưa người ta cũng hy vọng Việt Nam sẽ là con hổ thứ năm, ngũ hổ đấy. Nhưng mà Việt Nam bây giờ là không đi theo con đường này, mà đi theo con đường khác, trở thành rồng vàng.
và nếu mà ngũ hổ thì ngũ hổ với thế giới thôi chứ không 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 là ngũ hổ của châu Á. Nói hơi tính tướng một tí nhưng mà nói chung Việt Nam mình thì chúng ta đang phát triển tốt. Đây chúng ta đang ở trên phía trên cao nhìn xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thì gần Hàn Quốc đây thì chúng ta đến Trung Quốc. Chúng ta biết là hiện nay Trung Quốc là đang có một cái tàu sân bay. Có một cái tàu sân bay nhưng mà đến bây giờ thì hiện nay có một cái tàu sân bay là chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể lắp các cái hệ thống mà gọi là tên lửa siêu thanh nhé các bạn. Tên lửa siêu thanh. Đây là chúng ta vào một cái thành phố của Trung Quốc. Trung Quốc nói chung là rất là lớn và các cái công trình xây dựng cũng như cầu cống của nó rất là hoành tráng. Đấy, các thành phố lớn của nó ví dụ như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Hàng Châu, Tô Châu, Giang Tô, những là Chu Khẩu, rồi Thạch Đại Liên, Thành Đô, Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc. Đấy, rất là nhiều, Nam Kinh, Bắc Kinh. Đấy. Rồi phía ngoài ra, phía ngoài này thì chúng ta biết là các cái Phúc Kiến này, Sán Đầu này, nhiều lắm. Nên bây giờ chúng ta vào một cái thành phố, ví dụ Thanh Đảo chẳng hạn. Để chúng ta biết là nó có giàu hay không. Thanh Đảo đây là nó có một cái hải cảng quân sự rất là lớn. Đấy, thì có thể nói là cũng là một trong cái nơi mà nước ngoài cũng dòm ngó nhiều. Rồi, cái chỗ này nếu mà từ cái Thanh Đảo này là chúng ta thấy có thể đi ra ngay cái chỗ anh Hàn Quốc đấy các bạn, đây là cái cảng này. Các cái cầu tàu này. Thì trước đây là có một cái hạm đội của Nga nó qua đây chơi. Chơi. Đây là thành phố Thanh Đảo. Hiện nay thì các nước đang ở Trung Quốc thì là chúng ta đến với các nước Đông Nam Á. Thì Đông Nam Á thì hiện nay cái lực lượng nói chung hải quân với lại quân đội của các nước châu Á thì Đông Nam Á chúng ta thì nói chung là nghèo. So với Trung Quốc thì coi như kiểu kẻ ông đáng diện này chán lắm. Nhưng mà cũng phải làm gì đó. Thì các nước Đông Nam Á, 11 nước Đông Á là thành lập một cái gọi là cái dạng quân đội chung. Nhưng mà chung theo cái kiểu để đi hỗ trợ, đi cứu trợ thôi. Nhân đạo thôi chứ không phải để đi đánh nhau. Đấy. Thì hiện nay là mới có tập trận chung những cái vấn đề đó. Thì nói chung cũng rất là tốt. Nhưng mà có bây giờ có kể cả tất cả mà chơi với nhau hết thì cũng trả lại với Trung Quốc được. Đấy, cho nên nhưng mà chúng ta vẫn phải hợp tác về liên minh quân sự theo cái dạng mà hờ hững thôi. Đấy, chứ không phải liên minh để chống ai. Tức là chỉ tập trận chung của cái khối để mà khi mà có những cái vấn đề ABC gì đó thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Thì như chúng ta biết hiện nay là Philippines đang kiện Trung Quốc rất là nhiều. Nhất là chỗ cái cảng Scarborough đấy, chúng ta biết là hiện nay là Trung Quốc là neo luôn các cái giống như phao các bạn, nổi liền nhau như vậy, tức là nối từ tàu này đến tàu kia, từ tàu kia đến tàu kia là nối quay cái chỗ mà Philippines là không ra được luôn các bạn nhé. Thì hiện nay là Philippines là chúng ta biết là mới ngả sang chơi với Mỹ, từ khi ông Marcos lên làm tổng thống ấy, thì là bắt đầu là ngả sang Mỹ, chứ còn trước đây là ông Duterte thì ông lại thân Trung Quốc. Cũng không, thực tế không phải là thân, nhưng mà nói chung là ngã về Trung Quốc hơn là với Mỹ. Nhưng mà ông này lên thì ngã về Mỹ và ký luôn cái gọi là cái thỏa thuận mà đối tác chiến lược toàn diện đối với Mỹ. Đấy, thì cho thấy này, Trung Quốc rất là bực. Đấy. Ông này, ngay cả ông lớn này mà lại không ký với tao mà lại đi ký với thằng khác. Nên cuối cùng là bây giờ nó đang quay Philippines đang dọa ra cái tòa án thế giới lần thứ hai, lần thứ trước. Lần đầu ra chỗ là hai thì đã thắng rồi, nhưng mà không giải quyết được gì tại vì Trung Quốc nó không nằm trong cái tổ chức đấy, cho nên nó chả có nghĩa lý gì cả. Thì bây giờ tiếp tục đưa ra thì theo công ước về luật biển năm 82 thì có được thì được, không được thì thôi thôi, chứ bây giờ nước nhỏ này thì khó nói lắm các bạn.
Vừa rồi thì ông Trung Quốc ông có phê bình Việt Nam một cái, nhưng mà có cái là tôi thấy cái này cũng không có được. Tức là sau khi Việt Nam và Mỹ ký cái hợp tác toàn diện chiến lược ấy, thì bắt đầu anh Mỹ anh bảo là Việt Nam chơi cái trò tức là làm một cái kiểu chiến tranh lạnh, là một kiểu chiến tranh lạnh mới do cái thỏa thuận Việt Mỹ. Thì Việt Nam mình phản đối ngay, bảo là chúng tôi là quan hệ với tất cả các nước chứ không phải là chỉ có Mỹ, cho nên là không thể nói thế được. Chiến tranh lạnh thì chúng tôi cũng chưa lạnh, chả có chiến tranh lạnh bao giờ, chỉ có chiến tranh nóng ở đâu tới đánh thì cũng chả chỉ đang cho là Việt Nam là đang chỉ trích lại các cái luận điệu của Trung Quốc này. Tức là thấy mình ký cái là rất khó chịu. Mà hôm vừa rồi ông Phạm Minh Chính là qua đây rồi, trước khi mà đi qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nghe qua đây rồi, cũng tay mắt mặt mừng cho vui thôi, chứ bây giờ cứ phát ngôn lung tung thế là không được. Ở Ấn Độ hiện nay thì đang biểu tình chống ông Trudeau, cái ông của Thủ tướng Canada rất là mạnh các bạn nhá. Từ sau cái sự cố mà coi như là giết chết con của một tên khủng bố, mà tên khủng bố đấy lại được ông Thủ tướng Trudeau ông chống lưng, rồi cái hôm Zelensky qua thì lại đưa cho cái một cái ông trùm coi như phát xít lên coi như vinh danh và vỗ tay mà vang trời hết. Thế thì bây giờ là người ta đang chống, và hiện nay New Delhi thủ đô của Ấn Độ này là bây giờ người ta xuống đường, người ta biểu tình chống, coi như là cắt muốn cắt quan hệ luôn. Tại hiện nay là cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước này là đang xuống đáy rồi các bạn. Đấy, từ cái khi mà đổ thừa nhau những cái chuyện mà tiêu diệt tên khủng bố đó, chỗ nhà thờ gì đây mà trông chán thế. Vào tình cờ một chỗ nào đó thì nó sẽ không được đẹp các bạn nhé. Vào Mumbai thì chắc chắn là ngon rồi. Mumbai thì nhưng mà cái chỗ này cái tức là cái gì, cái ổ chuột cũng là hoành tráng lắm. Cái Mumbai này cái dân số nó cũng 20 mấy triệu các bạn, là lớn nhất của Ấn Độ, nó nằm ở phía tây. Nó bây giờ nếu mà trong cái trục mà như hôm trước chúng ta nói là cái trục mà hành lang mà của Mỹ đề nghị đấy, thì là bắt đầu từ Bombay đấy. Bombay cũng được mà Mumbai cũng được các bạn nha. Cái này mà máy bay cất cánh lên cái là ra biển luôn đấy. Đấy, Bombay. Đây là cái quán này các bạn. Chúng ta cũng biết thế thôi. Stockholm. Stockholm là thủ đô của Thụy Điển. Thì chúng ta biết là Thụy Điển, chính phủ Thụy Điển hiện nay đã làm đơn vào NATO, nhưng mà hiện nay đã do Thổ Nhĩ Kỳ nó chặn, cho nên chưa vào được. Đấy. Rồi bây giờ thêm Hungary chặn nữa, đấy, thì Thụy Điển đây. Thì hôm nay người ta đã biểu tình tại thủ đô Stockholm này, tức là không chấp nhận chính phủ đồng ý vào cái khối NATO, khối quân sự. Bởi vì là nếu mà vào khối đấy thì chắc chắn chiến tranh sẽ là cận kề, cái đất nước này. Và cũng người ta cũng biểu tình, người ta chấm là không được đặt vũ khí hạt nhân tại Thụy Điển. Nếu mà đặt vũ khí hạt nhân tại Thụy Điển thì các bạn biết rồi, là đến khi mà có chiến tranh hạt nhân thì cái anh nào có là nó phải bơm trước rồi. Cho nên tự nhiên là bây giờ anh này chưa vào cái NATO mà bây giờ anh lại đòi, anh này chấp nhận là đặt cái vũ khí hạt nhân tại cái đất nước của mình, thì tôi nói không có nước nào giải như cái nước này. Nhưng mà vì cái nỗi sợ Nga, vì người ta tuyên truyền sợ Nga quá, cho nên là bây giờ là cứ lắp vào, cứ nghĩ là vũ khí hạt nhân để đặt trong nhà mình có là yên tâm. Nhưng mà đến khi mà Nga nếu mà đã đánh thì nó phải đánh những cái thằng hạt nhân trước, nên sẽ rất là tôi nghĩ không ra cái chỗ này. Rồi hiện nay thì đây thang Thụy Điển thì chúng ta qua luôn cái chỗ 3D nhìn cho đẹp. 3D này nó không có cao tầng cho nên nhìn nó không được đẹp lắm. Đấy, Thụy Điển. Bây giờ chúng ta đến Anh, ở đây thì cũng gần nước Anh. Đây, Thụy Điển này. Đây, Thụy Điển này thì nước Anh này. Thì nước Anh này hiện là hôm nay thì chúng ta biết là tại London người dân đã xuống đường biểu tình chính phủ, bởi vì là cái lạm phát tăng cao, mà trong khi đó cái tăng trưởng kinh tế chỉ có 0,2%, và đề nghị là coi như là nước Anh tái gia nhập lại cái khối Liên minh EU. Chứ từ ngày mà Brexit đi ra khỏi EU thì nền kinh tế sa sút rất là nhiều. Nhưng mà trong các toán tính của các chính trị gia thì người ta nói là khi mà anh thoát ra khỏi cái EU thì anh nó tự do hơn, nó giống như anh Mỹ.
anh làm cái gì thì anh cứ thích anh làm, chứ anh không có phải chia sẻ, không phải giúp đỡ các cái nước mà nó nghèo hơn. Đấy, rồi tất cả ví dụ như đi trong cái Liên minh châu Âu được đi thoải mái, thì bây giờ anh ra ngoài đi thì không, người ta sẽ không đến ông, không đến anh được. Đấy, tôi nói lấy ví dụ như là người Ukraine, người ta bây giờ người ta di cư sang cái nước châu Âu. Thì bây giờ trong các nước châu Âu 27 nước đấy thì liên minh đấy thì người ta đi được, chứ mà bây giờ qua Mỹ là khó rồi, mà qua Anh là khó rồi. Nhưng mà nếu Anh mà nằm trong cái khối này thì nó lại là khác. Đấy, cho nên đi ra nó có cái hay, nhưng mà vì là cái lối phát triển của Anh hiện nay, cho nên đã làm cho nền kinh tế suy thoái. Đặc biệt là coi như bây giờ Anh không lo phát triển kinh tế mà anh đi lo lo cái đánh nhau với Ukraine, cho nên cái chuyện này tôi thấy cũng rất là mệt mỏi. Rồi hiện nay thì Ấn Độ, hôm nay tôi đi hơi nhanh đấy các bạn, tại vì nó cũng nhiều tin. Ấn Độ với Maldives thì hôm trước chúng ta cũng có đã bàn đến, là hiện nay anh Trung Quốc là anh rất là muốn đây Maldives là đây này các bạn, Trung Quốc đảo đây Maldives này, thì chúng ta thấy là ngay phía nam Ấn Độ. Thì các cái chế độ ở đây thì cứ là cứ đời ông tổng thống này thì thân với Ấn Độ, đời ông tổng thống khác thì thân với Trung Quốc. Đấy, thì chúng ta biết đây là nó cái vị trí nó rất là quan trọng giữa Ấn Độ Dương. Đấy, cho nên anh nào anh cũng mong muốn hết, anh có cái trạm dừng chân ở đây, hoặc là có cái dầu mỏ các thứ anh tới, tức là sạc thêm dầu thêm xăng để đi tiếp. Nhưng mà cái vấn đề đấy là không quan trọng, mà vấn đề là người ta bao vây về mặt quân sự trong tương lai. Đấy, nó là như vậy. Thì hiện nay Maldives và Ấn Độ sau 7 năm coi như là không chơi với nhau nữa, thì bây giờ là chơi lại với nhau, tức là đã đặt lại quan hệ ngoại giao cấp đại sứ tại Tel Aviv của Israel. Thì chúng ta biết là hiện nay cái chỗ Israel người ta đang cải tổ cái tư pháp đấy, nhưng mà nó sẽ bất lợi cho nhân dân, mà nó tăng cái quyền lực cho các cái thẩm phán cũng như là tòa án, cho nên là đàn áp nhân dân. Cho nên bây giờ là hàng vạn người, người ta đã mấy tháng nay người ta đang biểu tình ở cái khu vực Israel này, nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả. Thì hôm nay người ta tiếp tục, người ta lại xuống, người ta biểu tình tiếp. Bây giờ chúng ta ra cái chỗ là bờ biển này cho nó mát này. Đây biển Địa Trung Hải đấy các bạn. Đây, Địa Trung Hải. Ra ngoài biển này cũng chả có cái gì. Hiện nay là cái bang Texas của Mỹ, cái chỗ mà nó giáp với chỗ Mexico đấy các bạn. Đấy, thì nó hiện nay là cái dân, cái ông thị trưởng ở đấy là ông, bây giờ ông la làng lên, ông bảo là bây giờ ông chịu không nổi rồi. Nó hơi quay đây, về đúng vị trí đây, bang Texas đây. Thì cái chỗ mà nó giáp với Mexico đây, là chúng ta biết Mexico đây này. Đấy. Thì cái chỗ này là coi như một ngày là tiếp 2.000 cho đến 2.500 người từ Mexico sang. Mà Mexico thì nó là chẳng qua nó giáp Mỹ thì đi sang thôi, chứ không phải là người Mexico hết nhá. Nó người ở chỗ Honduras rồi những El Salvador rồi những là Guatemala, đấy, Costa Rica, Mexico đấy là người ta vào. Thì đây là nó có một cái hồi cái thời ông Trump là ông làm cái bờ bờ rào rất là cao. Chỗ có những chỗ rào cứng là cao 5 mét bằng bê tông, còn có những chỗ thì bằng các cái lưới lưới thép gai điện tử. Tùy nói chung tùy cái chỗ, là chỗ miền núi cao ít người là khác, mà còn chỗ mà đông dân là khác. Thì hiện nay cái ông này ông la toáng lên là coi như ông không chịu nổi nữa. Bây giờ mà coi như riêng mà cái kia chỉ kiếm nhà cho 2.500 người một ngày này cũng đã không chịu nổi rồi, ăn uống rồi coi như là các tệ nạn đủ thứ trên đời. Cho nên bây giờ đề nghị các nước Mỹ và Mexico phải giải quyết cái chỗ này. Rồi Canada thì chúng ta biết là hôm rồi là có một cái trong cái một cái công viên chơi đã có cái xe cái tàu lượn cao tốc mà nó nhào lên nhào xuống trên cái đường ray đấy các bạn. Thì hôm nay là nó lại đang chạy mà nó dừng, tức là nó bị dừng. Thế là coi như hiện nay chấn thương tâm lý rất nhiều người các bạn nha, không có ai rơi rớt, không có ai bị thiệt mạng, nhưng mà hiện nay số người bị thương tương đối khá. Đấy. Các bạn biết là cái đầu nó chổng xuống dưới này mà nó đứng cả là thôi, chứ còn là người ta chết khiếp luôn. Đấy là như vậy. Còn Thái Lan thì có thể được 5 tỷ đô la Mỹ được đầu tư của Tesla xe điện tại Thái Lan. Thái Lan cái này nhanh hơn mình đấy các bạn. Rất là nhanh nhạy cái này của ông Elon Musk. Thì ông Elon Musk hiện nay ông ở thung lũng Silicon này, có thể nói là ông rất là đắt show.
hiện nay Pháp, Đức, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Israel, Thái Lan và rất nhiều nước khác là bây giờ đang mời ông đến, là một là Tesla, hai là có khả năng là cái vệ tinh. Từ cái ngày mà cái vệ tinh của Ukraine đấy thì có lẽ là hiện nay là họ cũng đang cứ gặp ông này rất là nhiều. Rồi, vậy thôi. Có lẽ là chương trình hôm nay đến thế rồi các bạn nhé. Hôm nay tin tức nó mang tính thời sự nhiều, chứ nó không có mang cái tính mà coi như giải trí. Thế cho nên các bạn cũng chịu khó theo dõi, bởi vì nó cũng là những là thông tin rất là quý giá trong 24 giờ qua trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cũng vui lòng comment và like để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh, xa tít chân trời. Thank you.
Thank you.